Cho thuê nhà gốc 2 mặt tiền tại địa chỉ số 541 Nguyễn Đình Chiểu, quận 3. Căn nhà này có diện tích bề ngang mặt tiền là 10m, chiều dài là 4m. Căn này có kết cấu là 3 tầng, với lợi thế là gốc 2 mặt tiền cho nên rất là phù hợp với các loại mô hình chẳng hạn như là showroom trưng bày, nhà thuốc, cà phê ăn uống thương hiệu. Ngoài ra, con đường Nguyễn Đình Chiểu đoạn 2 triệu này tập trung rất nhiều shop thời trang thương hiệu lớn. Hiện tại trên thị trường cho thuê không còn những căn nhà có vị trí đẹp như căn nhà này. Căn nhà này chủ nhà đang kêu cho thuê với giá là 4.000 đô một tháng có thương lượng. Để kinh doanh thành công, chúng ta cần phải có kiến thức, kinh nghiệm, trải nghiệm và vị trí căn nhà cực đẹp. Chúc mọi người tìm được căn nhà ưng ý.